Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Ba Đô Official. Ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một cái dịch vụ mà tiệm ô tô chúng ta có thể làm được, đó là in bì thư. Các bạn biết là in bì thư hiện tại bây giờ là tất cả các cơ quan hoặc là một số trường hợp hoặc khách hàng đều có nhu cầu in bì thư. Nếu mà các bạn có được những cái mối đó thì nó vẫn kiếm được những cái lợi nhuận cho mình, thêm nhiều cái dịch vụ, đa dạng dịch vụ cho cái ngành nghề của tiệm chúng ta. Thì bì thư các bạn biết đây là bì thư mà cái phôi này là đã làm sẵn rồi, tức là phôi này đã làm sẵn, tức là ở đây nó có hai dạng, một dạng có keo và một dạng không keo. Thì ở đây là keo khô. Các bạn khi mà có keo thì các bạn chỉ cần thấm nước, các bạn trà qua thôi là các bạn có thể dán lại được. Còn một dạng nữa là không keo. Thì đây là cái bì thư định cái khoảng giấy pho là 80 thôi. Còn những loại bì thư dày hơn thì các bạn có thể là đặt riêng, nhưng mà với số lượng khoảng 10.000 bì thư á, người ta mới làm cho một kích thước. Thì bì thư hiện tại bây giờ nó có nhiều dạng, nhiều kích thước khác nhau. Thứ nhất là kích thước mà phổ biến nhất mà lúc trước á, mà các cơ quan hay sử dụng đó là kích thước 12-8, kích thước 12-8. Và hiện tại bây giờ các cơ quan lại thường sử dụng chuyển qua kích thước là 20-14, kích thước chỗ này. Đây là kích thước 20-14. Tại vì kích thước này á, khi mà bỏ những cái tài liệu hồ sơ vào á, thì để đi gửi thì nó cũng rất là thuận tiện, nên bữa nay là đa số là người ta sử dụng về kích thước 20-14 nhiều. Còn một kích thước nữa cũng khá là phổ biến, đó là kích thước 12-22. Tức là những cái loại này các bạn ra nơi mà người ta, những cái nhà mà người ta cung cấp phôi á, thì các bạn mua cái bì thư này về. Thì để mà in bì thư á, thì các bạn nên kêu người ta lấy những cái loại bì thư thẳng. Có thể là có một số loại dạng á, tức là khi mà trong quá trình vận chuyển nó bị cong như thế này. Thì khi mà các bạn, đối với đặc biệt là những cái bạn mà đang sử dụng máy in phun á, thì nó có thể là khi mà nó cong quá thì nó kể là gây ra tình trạng là nó quẹt đầu phun, hoặc là những cái góc của nó cong á, thì nó sẽ bị dễ bị quẹt đầu phun và nó bị lem mực. Cái đó là chúng ta sẽ in nó bị lỗi. Cái đó khi chọn bì thư thì các bạn nên chọn những cái bì thư thẳng. Chúng ta lấy kêu người đó lấy những cái bì thư người bán, chọn những bì thư thẳng, tức là người ta mình sẽ mua những cái phôi sẵn như thế này về, mình design lên cho cái phôi này diện tích này. Và để biết kích thước bao nhiêu khi khách hàng đem bì thư tới, thì các bạn lấy một cái thước, các bạn đo chiều dọc và chiều ngang của nó là bao nhiêu, sau đó các bạn dựa trên cái kích thước của cái bì thư đó mà chúng ta design và chúng ta tìm được khách hàng. Bây giờ mình sẽ sử dụng phần mềm Corel để mình chia sẻ cái cách của mình design một cái bì thư và in nó ra từ A đến Z, khi mà in ra toàn bộ một cái bì thư cho khách hàng. Bây giờ mình muốn chia sẻ video này cho các bạn, ta cùng vào máy nhé. Rồi, để thiết kế thì mình sẽ sử dụng phần mềm Corel. Mình mở lên, khi mình mở một cái trang Corel lên, thì đối với bây giờ mình sẽ design trên cái kích thước là 14-20, thì mình sẽ vẽ một cái khung như thế này. Sau đó mình sẽ chọn ngang là 20-14. Đây là kích thước tổng thể của bì thư ha. Thì trên đây á, là cái phần nội dung. Phần nội dung này, ở đây mình sẽ khách hàng đã đặt cho mình nội dung, mình sẽ đánh vào. Rồi, sau khi mình thiết kế xong, đây là cái tổng thể của cái bì thư nè. Một cái bì thư. Rồi, bây giờ đến phiên phần in ấn. Thì khi in ấn á, đối với những cái viền như thế này, viền đen thế này, là đối với sử dụng cái máy in phun, thì các bạn nên bỏ cái viền đen này. Chúng ta lít vào, chúng ta bỏ cái viền đen này, hoặc là chúng ta tô cái viền đen thành màu trắng nha. Tô đen màu trắng để nó cho nó đúng kích thước. Các bạn thấy là đó, sau khi ấy xong hết, mình sẽ có cái thước nè, 20-14, ngang 20, cao 14. Rồi khi mà in trên máy, các bạn đang sử dụng cái máy in phun, thì các bạn phải xuất ra cái file tiếp cho mình, hoặc là file hình. Thì để xuất ra file hình hoặc là file tiếp thì các bạn chọn vào file, chọn hết tất cả các đối tượng của bì thư, sau đó chọn file, sau đó các bạn vào trong cái phần export hoặc là Ctrl E. Rồi sau đó các bạn đặt tên, ví dụ như bì thư 1 là các bạn có thể là xuất ra file CPG, JPEG nè, tức là file hình, hoặc
Ở đây á, mình hay sử dụng về cái file tiếp hơn, tức là file tiếp mình thấy xuất ra in nó chuẩn hơn là file hình, do đó mình sẽ sử dụng file tiếp. Thì các bạn kéo xuống, ở đây nó có rất nhiều đuôi file, thì các bạn chọn vào tới cái chỗ cái file file tiếp ha. Đây, file tiếp nè. À, TIF ha, đọc là file tiếp. Đó. Rồi sau đó các bạn save lại, các bạn export nó ra. Sau khi export ra thì nó sẽ có một cái hình như thế này nè. Đây, nó có một cái hình như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm lệnh in. Đây là mình đang sử dụng cái máy in phun 1430W ha. Thì các bạn bỏ là đây là cái nắp nè, đây là phần nắp, thì các bạn để vậy bình thường. Khi mà bỏ là cái đầu nắp này nè, là các bạn bỏ qua ngoài đây. À, bỏ ra phía ngoài. Tức là cái đầu nắp các bạn lúc nào cũng nhớ là ngay nó nằm phía về phía cái đầu canh này nè. À, phía đầu canh thì các bạn bỏ vào đó. Các bạn bỏ vào đây. Và các bạn để xét vô. Đó, các bạn để vừa xét thôi vô thôi. Rồi sau đó các bạn bấm lệnh in. Chúng ta đặt cái bì thư vào máy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác lệnh in như sau. Các bạn bấm Ctrl B. À, bấm Ctrl B. Các bạn chọn máy. Ở đây là mình đang sử dụng cái máy in phun Epson T1430 nè. À, sau đó các bạn chọn về cái chỗ option này nè. Cái phần option phía dưới góc này nè. Bạn chọn vào cái bọn kép, các bạn chọn vào printer. À, đây. Rồi sau đó các bạn chọn, thì ở đây nó có rất nhiều chế độ in. Thì thông thường mình hay sử dụng ở chế độ cái này light paper nè. À, rồi. Sau đó để mà cho nó kích thước thì các bạn phải cài đặt kích thước để cho máy nó nhận diện đúng kích thước, thì các bạn vào trong cái phần user này. À, các bạn chọn ở trên đây là các bạn phần tên. Ví dụ mình đặt đây là lá về chiều. Rồi, sau khi đó thì ở dưới đây á, ở dưới đây các bạn thấy chỗ unit này nó có hai phần, một phần là in và phần cm, thì các bạn chọn vào đích vào cm, chỗ này màu đen là được. Ví dụ ở trên tức là nó từ thông số 890 đến 3290 và phía dưới là 1270 đến 11176. Thì đối với phần trên á, là cái phần chiều cao. Phần trên thông thường đều là đặt ở trên chiều cao, do đó là nó là 14 thì mình sẽ đặt ở đây là 1400. Còn dưới đây là 20 thì mình sẽ đặt là 2000. À, thông số là 2000. Thế. Rồi sau đó các bạn save lại. À, sau các bạn save lại thì nó sẽ có cái lá về chiều. Đây. À, khi các bạn xem lại các bạn, nó sẽ có lá về chiều và sau đó các bạn bấm OK. Rồi các bạn tiếp tục bấm OK. Rồi ở đây nè, các bạn chọn số lượng in nè, bao nhiêu nè. Rồi các bạn bấm in. Rồi là máy tự động nó sẽ in ra cho tất cả các bạn. Đây là sử dụng trên máy in phun. Rồi đối với chúng ta sử dụng máy 830DN, chúng ta có một cái là cái máy 830DN thì nó rất là thuận tiện cho chúng mình, là khi mà mình thiết kế xong mình có thể in trực tiếp trên file Corel luôn, mà mình không cần phải xuất ra file một cái file hình hay là file tiếp như hồi nãy mình đang đi review cái cách in của máy in phun cho các bạn thấy. Thì đối với cái máy 830DN thì nó hình thức in thì các bạn cứ đặt cái tất cả đối tượng in vào chính giữa trang giấy thế này. Nếu mà đối với kích thước ngang dọc thì tùy theo các bạn nha. Rồi các bạn cũng bấm Ctrl B nha, bạn bấm Ctrl B, các bạn chọn đây 830DN mình đang sử dụng này. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn là khay bát, tại vì đối với cái bì thư thì mình sử dụng khay bát in. Còn đối với về kích thước, về cái độ dày thì mình sẽ chọn là hai khoảng là 170, tức là 7, nó là 70 thì thành hai lớp là 140. Tuy nhiên 140 thì mình để cho cái độ cái nó an toàn hơn thì mình sử dụng cái thích 170 đến 220, thì mình chọn cái thích hai này. Rồi sau đó các bạn vào xong phần cái phần detail setting này, các bạn vào chọn cotton paper size, tức là chúng ta sẽ cài đặt cái khổ in của nó. Tiếp đến các bạn sổ ở cái mục này nè, các bạn sổ xuống, các bạn chọn mm cho mình. Đối với ở trên size á, thì cái phần trên nè thì nó nằm ở kích thước là chính, nên nó nằm ở cái chế độ giới hạn là 90.
90 đến 305 và ở dưới là 140 tới 1260. Thì ở đây là mình ở trên á, cái kích thước nhỏ nhất, tức là cái kích thước cao của mình là 114, tức là mình sẽ đây mình chọn là 140. Còn ở dưới đây á, là 200. Vậy thứ 200, vậy thứ 20 thì mình sẽ chọn là 200. Rồi, sau đó các bạn bấm OK thì các bạn sẽ thấy đây là kích thước của nó nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm OK. Tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái số lượng cận in. Rồi đây là cái máy 830DN dòng Rico, cái này máy laser. Thì cái đối với cái bì thư á, chúng ta sẽ đặt ở khay bát này. Ở đây thì cái nút đây nó sẽ có nút điều chỉnh nè. Ở đây là nó có nút điều chỉnh ha. Đối với cái bì thư thì đối với cái máy laser á, thì mình sẽ đặt cái bì thư như thế này. Đây là cái nắp bì thư nè. Và theo đây là cái nắp bì thư. Thì mình sẽ đặt về cái phía cái nút màu xanh này, nút sẵn nè. Đó, mình sẽ đặt như thế này. Và cái nắp bì thư là mình sẽ đặt ngửa lên trên. Cái bát bì thư mình sẽ đặt ngửa lên trên. Thì khi nó in á, nó sẽ cuộn qua, nó cuộn lên thế này và nó in trên cái mặt này. Do đó là cái bì thư này mình, cái nắp mình sẽ để lên trên như thế này. Và các bạn đưa vào, sau đó các bạn cân chỉnh. Đây, các bạn có cân chỉnh như thế này. Rồi. Rồi, đây là thành phẩm in trên máy 830DN. Và đây là cái máy mình in trên máy full 1430W3. Tuy nhiên các bạn thấy là hồi nãy mình đã có nói đúng không? Nếu mà các bạn chọn cái bị thư công thế này, đối với những cái bị thư công như thế này thì nó sẽ gây ra tình trạng là nó bị quẹt cái đầu phun nè. Các bạn thấy nó quẹt cái đầu phun chưa? Nó là thành màu đen. Và đối với những cái máy in phun thì nó hay gặp bị tình trạng này, hoặc là nó bị nhăn cuốn gốc như thế này. Và với lại các bạn sẽ thấy là cái màu của cái máy in phun nó sẽ không có tươi bằng cái màu của máy 830DN. Các bạn thấy hai cái màu đỏ nó khác nhau. Tại vì đây là cái máy 830DN, tức là phủ lớp, tức là nó sẽ dùng một lớp mực. Nó giống như cái máy ô tô, các bạn biết cái máy ô tô nó cái mực đen á, nó phủ lên cái lá giấy xong nó qua một cái bộ sấy nó làm chín mực. Thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Kể cả màu xanh hoặc là màu còn đối với cái máy in phun thì cái màu nó hơi sạm, đúng không? Hơi sạm tức là nó in phun, tức là phun nó thấm vào máy. Còn cái này là nó cán lên một lớp, nó tráng một lớp. Nó có độ bóng rất là cao. Và cũng là một trong một cái sắp bị thư ra luôn. Tuy nhiên là cái máy 830DN nó sẽ không có cho tình, nó sẽ in ra rất là đẹp và nó sẽ không có tình trạng mà bị xước như này. Đối với sử dụng máy in phun á, mà các bạn mà sử dụng mà cái bị thư mà các bạn chỉ cần bị lỗi một chút thôi thì nó có thể gây ra các hiện tượng này và mình sẽ bỏ hết. Đối với những máy in phun mà các bạn mới mua về thì nó in nó rất là đẹp và nó rất là ok, nhưng mà sau sử dụng thời gian nó hay bị tình trạng này nha. Còn đối với cái máy 830DN này mình mua cũng lâu rồi, nhưng mà tình trạng in bây giờ nó rất là khá ổn và màu nó rất là đẹp. Hầu như bây giờ là mình đang sử dụng cái máy in phun, kể cả in tiệc cưới và in tất cả cái thằng tập về cái dịch vụ của mình ở đây, về in màu thì mình hay sử dụng cái máy 830DN nhiều hơn. Còn đối với cái máy in phun này hầu như là mình đắp chiếu mình không sử dụng. Do đó là mình chỉ để đó thôi. Rồi khi nào mình đang sử dụng mình in thẻ nhựa PVC thì mình mới dùng tới. Còn đối với bì thư, khi mà các bạn đối với một số khách hàng mà người ta sẽ sử dụng theo cái bì thư là nó cầu kỳ hơn và nó sẽ có lớp phủ màu. Ví dụ như đây là nó sẽ có màu luôn, màu phủ vậy. Thì các bạn nên giải thích chứ khách hàng thế này, tại vì khi mà tất cả các máy in, kể cả máy phô thì lúc nào nó cũng phải chừa là cái đường lề là 3 ly hết. Nó sẽ in không phủ được mà nó sẽ chừa 3 ly hết. Do đó nếu khách hàng ví dụ in số lượng ít, ví dụ 50 cái bì thư, 100 cái bì thư thì có thể là do là các bạn sẽ giải thích cho khách hàng là khi mà in ra thì nó sẽ không phủ hết mà nó sẽ thụt vào mỗi thứ là 3 ly thế này. Nếu khách hàng đồng ý thì in. Còn nếu không thì mình sẽ không có cách nào mình xử lý hết. Còn đối với mà khách hàng mà muốn in số lượng nhiều mà in theo thiết kế riêng mà đẹp thì các bạn nên liên kết với nhà máy in. Thì nhà máy in thì họ có đưa các bạn giá ra rồi thì mình sẽ báo giá cho khách hàng lại và mình sẽ ăn chênh lệch về phần đó. Thì khi đó mình chỉ cần thiết kế một cái file thôi rồi mình sẽ gửi qua cho khách hàng nên. Đó là cái toàn bộ mà cái về cái cách thiết kế bì thư, cách đo thiết kế bì thư và in trên hai dòng máy. Mình sẽ design cho các bạn vừa rồi là in trên hai dòng máy, một dòng máy in phun và một dòng máy laser. Rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu mến video này thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Official nhé.
Và nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Pado Official thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông khi mình có đăng chia sẻ những cái thông tin mới về cái những trong cái lĩnh vực ngành nghề đó mà mình biết được, mình muốn chia sẻ cho các bạn, thì các bạn là người nhận được cái thông báo đầu tiên và các bạn xem video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn làm việc ngày càng đắt khách và hiệu quả. Bye bye.